Tẩy tế bào chết đô được biết đến là dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội. Cùng với đó là công thức đặc biệt lớp kem siêu mịn và dưỡng ẩm sâu. Chưa dừng lại ở đó mà giúp cơ thể có được làn da mịn màng và tươi sáng hơn. Nó đã vượt xa với những loại tẩy da chết thông thường mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, để đem đến hiệu quả sản phẩm vượt trội, bạn cần phải có cách sử dụng đúng. Hãy sử dụng tẩy tế bào chết đắp đúng chuẩn 5 bước sau nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sau đây là 5 bước sử dụng tẩy tế bào chết đô hiệu quả. Bước 1, vệ sinh da sạch sẽ. Trước tiên bạn hãy tắm rửa và vệ sinh toàn thân bằng nước ấm. Điều này sẽ giúp cho lỗ chân lông của bạn được giãn nở, và các bã nhờn bám trong lỗ chân lông cũng theo đó mà loại bỏ ra ngoài. Từ đó mà việc tẩy tế bào chết cho da cũng sẽ hiệu quả hơn. Sau khi bạn đã vệ sinh bằng nước ấm, thì có thể dùng nước lạnh thêm một lần nữa để lỗ chân lông được se khít lại. Bước 2, thực hiện tẩy tế bào chết body. Cách sử dụng tẩy tế bào chết đô theo đúng quy trình bắt đầu, từ bàn chân hướng lên trên. Bạn hãy sử dụng một lượng kem vừa đủ cho da bông tắm, hoặc lòng bàn tay sau đó nhẹ nhàng thoa đều lên các vùng da trên cơ thể. Tuy nhiên bạn hãy loại trừ vùng mặt ra nhé. Bước 3, hãy thực hiện thêm massage toàn thân trong thời gian từ 10 đến 15 phút để giúp cho những dưỡng chất trong kem được thẩm thấu vào sâu bên trong da. Từ đó đã mang đến hiệu quả cao là tẩy tế bào chết được tốt hơn. Đối với những vùng da ở chân, thì bạn hãy sử dụng đá kỳ để làm sạch hơn các tế bào da chết nhé. Bước 4. Sau khi đã thực hiện xong bước massage, bạn hãy tắm lại với nước sạch và nước ấm. Lau người khô bằng khăn bông. Bước 5. Cuối cùng bạn hãy sử dụng kết hợp cùng với kem dưỡng thể, để tăng thêm tính hiệu quả nhé. Tuy nhiên bạn cũng cần phải lưu ý rằng, chỉ nên thực hiện việc tẩy tế bào chết body với tần suất một lần trên tuần. Nhằm giúp cho da có đủ thời gian để tái tạo, cũng như sản sinh nên các tế bào da mới. Còn đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng, và làm việc trong môi trường có nhiều khói bụi, nên thực hiện tẩy tế bào chết da 2 lần trên tuần để tẩy tế bào chết đô hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tẩy tế bào chết đô hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.